Hai lúa chào mừng các bạn quay lại với series trở thành ITBA. Trong video clip này mình sẽ nói phần tiếp theo của cái việc là chúng ta phân tích yêu cầu chức năng (functional requirement). Như các video clip trước mở đầu bằng một cái tip. Tip của video clip này đó là làm gì cũng cần thấu hiểu và nắm rõ bản chất. Quay lại video clip này chúng ta sẽ nói về cái business process quy trình nghiệp vụ. thì uh, business process hay uh, chúng ta dịch tiếng việt là quy trình nghiệp vụ thì nó là cái gì? quy trình nghiệp vụ nó là tập hợp toàn bộ các hoạt động và nhiệm vụ có liên quan. những cái hoạt động này nó được sắp xếp theo thứ tự, có cấu trúc nhất định, được uh, thực hiện bởi những cái đối tượng, có thể đối tượng này có thể là con người, có thể là máy móc, có thể là một cái tổ chức, có thể là một là một cái gì đó vân vân. Và những cái đối tượng này nó kết hợp với nhau bằng các cái hoạt động nó có thứ tự nhất định, trình tự nhất định, có cấu trúc. Và cái mục tiêu cuối cùng là để tạo ra một cái dịch vụ, một cái sản phẩm hay là để mà hoàn thành một cái hoạt động nào đó. Thì cái quy trình nghiệp vụ nó rất là quan trọng khi mà các bạn làm BA. Tại vì quy trình nghiệp vụ các bạn phải phân tích rất là kỹ càng, rất là rõ ràng để mà chúng ta có thể sử dụng cái quy trình này để mà thứ nhất chúng ta tạo nên cái cấu trúc của cái phần mềm. Thứ hai, các cái chức năng, tính năng, các cái hoạt động, các cái hệ thống khác nhau nó được liên kết với nhau như thế nào. Thứ tự ra sao, nó cũng phải xuất phát từ cái quy trình nghiệp vụ. Các bạn không có quy trình nghiệp vụ thì các bạn sẽ không thể nào các bạn mô tả được những cái chức năng, tính năng, những cái quy trình, những cái flow trên hệ thống được. Các bạn phải rất lưu ý chuyện này. Nếu như các bạn không thực hiện rõ ràng một cái quy trình nghiệp vụ hoặc là các bạn phân tích đầy đủ tất cả các quy trình nghiệp vụ thì các bạn sẽ không thể nào là các bạn phân tích hệ thống được. Rất là nhiều BA mới sai lầm. BA mới thường người ta rất là nhiều BA mới hoặc là người mới vào nghề cứ ào ào. Cái gì cũng ào ào vào cái chuyện là mô tả chức năng, tính năng, rồi mô tả flow trên hệ thống vân 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 Nhưng lấy cái gì để mô tả? Lấy cái gì để căn cứ để mô tả? Chúng ta căn cứ vào user story chưa đủ. User Story có thể giúp cho các bạn thực hiện một số cái phân tích về chức năng, tính năng, về use case trên hệ thống. Nhưng các cái đó nó liên kết như thế nào, các cái đó vận hành ra sao. Cũng như là chúng, bản thân chúng ta cần chức năng, tính năng gì để hỗ trợ. Không biết. Không có quy trình nghiệp vụ không ra ra được. Cho nên để mà là một BA giỏi, không phải là các bạn sử dụng các cái công cụ vẽ vờ use case, rồi activity diagram, rồi state diagram, sequence diagram giỏi đâu, không phải sai rồi để làm một bi giỏi bạn phải giỏi nghiệp vụ bạn phải làm được quy trình nghiệp vụ bạn phải phân tích được nghiệp vụ thì cái đó lúc bạn mới ra thành một bi giỏi cho nên đây là lý do tại sao mình nói là chúng ta phải hiểu rõ bản chất hiểu rõ bản chất vấn đề đây là một cái thứ nhất trong cái video clip này nói về bản chất vấn đề vì sao chúng ta phải mô tả để thể hiện trình tự thao tác của sản phẩm dịch vụ thể hiện vai trò của các bên liên quan của các stakeholder của các tác nhân hệ thống được chuyển đổi dựa trên nghiệp vụ như hồi nãy mình đã nói cho các bạn thể hiện trình tự phối hợp nó thì các bạn thấy là cái việc mà chúng ta phân tích nghiệp vụ nó rất là quan trọng phương pháp mô tả làm sao để chúng ta mô tả thứ nhất chúng ta phải xác định các cái user story vì từ các cái user story chúng ta sẽ xác định là có bao nhiêu quy trình mà chúng ta cần phải thực hiện xác định các cái chủ thể các cái tác nhân tức là ai ai là người thao tác ai là người thực hiện cái, cái quy trình đó có các cái thành phần này nó tương tác với nhau xác định quy trình thì từ các cái thành phần các cái tương tác đó các cái tác nhân đó các cái thành phần chủ thể đó các cái user story đó chúng ta sẽ coi coi cái quy trình nó sẽ được liên kết như thế nào kết nối ra sao vân vân cái nào trước cái nào sau thứ tự như thế nào và cuối cùng là chúng ta bắt đầu mô tả toàn cục cho tới chi tiết công cụ chúng ta có thể được phép sử dụng các cái bộ công cụ, các cái bộ ký hiệu theo định nghĩa riêng của các bạn, các hình dáng ABC gì đó, bộ ký hiệu riêng. Hoặc chúng ta có thể sử dụng theo chuẩn quốc tế BPMN. Ở thời điểm làm video clip là BPMN 2.0. Thì ở đây các bạn nên hiểu là chúng ta sẽ một cái hiểu lầm rất là tai hại. Chúng ta có một cái hiểu lầm rất là tai hại đó là chúng ta nói về business process là chúng ta đi vẽ BPMN, đúng không? Chúng ta mô tả BPMN, sai rồi các bạn một cái, một cái rất là sai lầm đây là cái nguyên nhân thứ hai tại sao chúng ta có cái tip là chúng ta phải hiểu rõ bản chất các bạn nên hiểu nhé về bản chất business process nó giống như là một cái con đường từ hồ chí minh sang mũi né chẳng hạn thì chúng ta business process là từ hồ chí minh đi mũi né chúng ta phải đi từ nhà chúng ta phải quẹo con đường nào đi con đường nào và phải thu phí rồi đi qua bao nhiêu địa điểm vân 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 cái đó là business process nhưng để đi được trên con đường đó chúng ta có thể dùng xe đạp đi bộ xe máy xe ô tô hoặc là đôi khi đi tàu hỏa thì xe đạp xe máy ô tô tàu hỏa đó là bpmn hay là một cái bộ công cụ ký hiệu gì đó của các bạn thì các bạn nên hiểu bpmn nó chỉ là một cái công cụ nó chỉ là một cái phương tiện để mà chúng ta đi trên con đường business process mà thôi. Chúng ta có rất là nhiều cách khác nhau để mà chúng ta đi trên con đường business process. Tương đương với chuyện là chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để mà chúng ta mô tả business process. Thì ở đây các bạn nên hiểu rõ cái bản chất là các bạn cần phải mô tả business process. Chứ không phải các bạn đi mô tả BPMN. Các bạn hiểu sai rồi. Và cũng chẳng ai bắt các bạn phải mô tả bằng BPMN đó. đó. Đúng không? Các bạn không thích đi xe máy Thì các bạn có thể đi ô tô, đi xe đạp Chẳng ai cấm các bạn Thì khi mà đi làm việc Cái vấn đề đầu tiên khi chúng ta học BA Hay là chúng ta làm việc BA Đó là chúng ta phải nghĩ trong đầu là chúng ta mô tả business process Còn mô tả bằng công cụ gì Thì tùy vào cái mong muốn của các bạn Tùy vào cái văn hóa Tùy vào cái thói quen của công ty Rất lưu ý chuyện này Cho nên cái việc đầu tiên mình sẽ không hướng dẫn các bạn vẽ BPMN Tại vì cái đó là sai rồi Cái đó là hiểu sai rồi cái việc đầu tiên mà mình hướng dẫn cho các bạn là chúng ta vẽ business process cái đã. Còn khi mà các bạn vẽ được business process rồi, các bạn muốn vẽ theo chuẩn BPMN, các bạn muốn vẽ theo chuẩn riêng của công ty, các bạn muốn vẽ theo thói quen của các bạn, tùy ý các bạn. Không ảnh hưởng gì hết. Miễn người đọc người ta hiểu đúng business process bạn mô tả đúng, người đọc hiểu đúng là được là một BA giỏi rồi. Chứ đừng có hơi chút là BPMN hoặc là các bạn để ý những cái khóa học BPMN hay người này người kia thể chỉ BPMN rồi các bạn hùa vào các bạn thấy này kia. Vấn đề các bạn chưa nắm rõ bản chất thì đừng làm những chuyện đó. Nhớ nhé, phải nắm rõ bản chất. Ở đây chúng ta phải học và vẽ được business process cái đã bằng công cụ gì không biết nhưng phải học và vẽ được business process cái đã mô tả được business process đã thì các bạn hãy bắt đầu học những cái chuẩn business process phải hiểu đúng thì ở đây các bạn phải hiểu đúng về business process là gì cái đã vẽ đúng business process là gì cái đã mô tả đúng business process là gì cái đã rồi các bạn hãy theo chuẩn ví dụ như các bạn sẽ sử dụng bpmn thực ra đối với bản thân hai lúa mình quan điểm là BPMN chẳng qua chỉ là giống như thi vỡ sạch chữ đẹp thôi hoặc là giống như là một cái chuẩn quốc tế thôi chứ thật sự BPMN không phải là cái cái mà các bạn cần phải học đầu tiên các bạn phải học được vẽ business process cái đã các bạn phải vẽ đúng business process cái đã các bạn phải mô tả đúng business process cái đã rồi bạn muốn BPMN ok bạn chỉ cần học bộ ký hiệu tìm hiểu kỹ bộ ký hiệu rồi các bạn dịch ra. các bạn chuyển thể ra thay vì cái ở chỗ đó các bạn ký hiệu theo hình vuông hình tròn thì bây giờ các bạn ký hiệu theo BPMN thôi. hết rồi BPMN chẳng qua giống như một ngôn ngữ thôi các bạn dịch giống như bản bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thôi cái vấn đề là bạn chưa biết nói các bạn chưa biết sử dụng ngôn ngữ mà các bạn bài đặt học này kia các bạn đang ở Việt Nam các bạn chưa biết nói tiếng Việt các bạn bài đặt học tiếng này tiếng kia sao bạn biết học BPMN để làm cái gì nhớ nhớ rất kỹ chuyện này quay lại thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái bộ ký hiệu đơn giản để mà các bạn học vẽ business process cái đã. Thì ở đây chúng ta sẽ có các thành phần. Đầu tiên là cái pool. Cái pool là cái hồ bơi. Cái land là cái cái swim land, cái làng bơi. Thì các bạn thấy một cái pool nó thể hiện một cái thực thể. Thì tất cả những cái actor nó sẽ được thể hiện trong một những cái len khác nhau à, ví dụ như chúng ta các bạn mình lấy một cái ví dụ là chúng ta đi học đại học đi khi mà chúng ta nhập học thì chúng ta phải làm một cái thủ tục nhập học thì cái thủ tục nhập học nó sẽ có quy trình thì ở đây mình nói là các cái thực thể thì ở đây sẽ có các cái thực thể sau thứ nhất là trường đại học à, thứ hai là cơ quan nhà nước ví dụ như là quỹ ban phường thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi làm thủ tục nhập học thì chúng ta phải có chuẩn bị các cái hồ sơ giấy tờ. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải uh, ra ngoài phường sao y công chứng, rồi chúng ta tới trường chúng ta có uh, dụ học bạ cấp 3. Rồi chúng ta phải có những cái liên quan tới các cái giấy tờ tùy thân khác, rồi mang lại trường đại học chúng ta phải gặp các cái đơn vị tiếp nhận rồi gặp uh, giáo viên, gặp giảng viên, gặp bạn bè, BC gì đó vân vân, rồi gặp nhân viên xử lý, có rất nhiều cái. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái pool. Thì các bạn sẽ phân biệt là những cái pool như thế nào theo thực thể. Tức là các cái công việc nó được làm ở các thực thể khác nhau thì nó phải chia ra nhiều cái pool khác nhau. Chúng ta có cái pô là ví dụ ủy ban phường, chúng ta có cái pô là trường đại học. Tại hai cái pô này đâu có liên quan với nhau đúng không ạ? Hai cái pool, các cái công việc, các cái hoạt động, các cái hành vi của hai cái thực thể này cũng ta tách bạch với nhau. Thì đây là cái điểm mình lưu ý cái gì? Chúng ta phải xác định rõ thực thể để mà chúng ta không bị nhầm lẫn giữa các cái pô khác nhau. Các bạn lưu ý những hoạt động nào làm trên cùng một thực thể thì nó phải cùng nằm trên một pô. Rồi, lên lên là những cái tác nhân những cái đối tượng khác nhau ví dụ như là có máy máy atm nó cũng là một cái len nó cũng là một cái len nhé không phải lúc nào cũng là con người đâu nha, có thể là máy móc có thể là con người ví dụ ở đây có nhân viên quỹ ban phường ở đây có cái máy atm ở đây có cái uh, nhân sinh viên ở đây có cái nhân viên của trường đại học ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có các cái len khác nhau tương ứng với các cái tác nhân các cái đối tượng khác nhau và ở trong chúng ta sẽ có những cái task những cái công cụ những cái hành vi thì ở đây các bạn nhìn qua bên phải chúng ta có các bộ ký hiệu ví dụ như là chúng ta có hình chữ nhật nó về những activity những cái hành vi những cái hành động cái hình chữ nhật mà nó có hai cái sọc nó liên quan tới những cái mà chúng ta phải tra cứu database tra trút cơ sở dữ liệu à, cái hình mà có cái cắt góc thì nó liên quan tới những là cái document những cái tài liệu cái hình thôi nó nói về những cái hướng đi khác nhau trong một cái hoạt động những cái cách lựa chọn những cái điểm quyết định à, ví dụ như là đúng sai yes no hay là có những cái cách option khác nhau ví dụ trong trường hợp các bạn thanh toán các bạn có thể thanh toán tiền mặt bằng ví điện tử bằng gì đó vân vân thì chúng ta sẽ có cái, cái hình thoi để mà chúng ta dễ dàng chúng ta xử lý hơn rồi tiếp theo á, chúng ta sẽ có cái mũi tên để mà thể hiện cái flow thể hiện cái luồng đi đó thì các bạn thấy đây là những thành phần cấu tạo để mà chúng ta vẽ vời cái việc mà chúng ta vẽ business process phương pháp vẽ Uh, một cái điểm lưu ý, một số cái điểm lưu ý đầu tiên đó là các bạn đừng mang cố gắng mang cả thế giới vào cái sơ đồ. Đó là cũng liên quan tới cái nguyên cái nguyên tắc 15 giây, tức là đối với bản thân hai lúa là mình luôn có một nguyên tắc là trong vòng 15 giây có thể đọc hết cái ý nghĩa của cái diagram. Trong vòng 15 giây có thể đọc hết một cách tổng quan về cái ý nghĩa của cái sơ đồ của cái process. Cho nên là các bạn nên hiểu là chúng ta vẽ vời diagram chúng ta đừng mang cả thế giới vào diagram cái gì cũng muốn vẽ vô. Các bạn nên hiểu diagram nó luôn đi kèm với cái note, đi kèm với cái diễn giải, liên kèm với cái mô tả bằng lời, mô tả bằng chữ. Cho nên các bạn đừng bao giờ mang cả thế giới vào diagram. Diagram là để cho chúng ta nhìn một cách dễ hiểu tổng quan. Thứ ba là logic khi vẽ. Chúng ta phải vẽ làm sao cho nó có thứ tự lớp lan rõ ràng, có logic nhớ xem và đọc lại sau khi vẽ và cuối cùng á chúng ta phải coi coi cái đối tượng mà chúng ta vẽ để mà chúng ta trình bày chúng ta có nên lựa chọn theo chuẩn hay không tại vì các bạn nên hiểu nhé vẽ vời theo chuẩn ví dụ vẽ vời theo chuẩn bpmn nó là con dao hai lưỡi tại vì sao là con dao hai lưỡi tại vì thứ nhất chúng ta vẽ vời bằng chuẩn cái sơ đồ nó sẽ cảm thấy nó chuyên nghiệp cảm thấy nó là nó gọn ghẽ nó dễ dàng nó chuyên nghiệp các cái hoạt động các cái thông tin nó được chuẩn hóa một cách rõ ràng nhìn rất là chuyên nghiệp tuy nhiên cái nhược điểm của nó là không phải ai cũng hiểu không phải ai cũng học bpmn dẫn tới là không phải ai cũng hiểu và không hiểu đúng không hiểu không hiểu đúng là người ta sẽ còn phơm sai người ta sẽ hiểu sai và lúc đó các bạn là người lãnh đủ cho nên cái việc mà các bạn trình bày background, các bạn phải rất cân nhắc coi cái làm theo chuẩn hay không phải vẽ làm sao cho tất cả các bên đều hiểu phải vẽ theo ngôn ngữ nó phổ thông nó dễ dàng để mà các bên đều hiểu đừng có tỏ ra nguy hiểm các bạn đối với bản thân hai lúa việc mà các bạn dùng theo chuẩn đôi khi đó, nó sẽ mang tính tỏ ra nguy hiểm nó chẳng thể hiện sự chuyên nghiệp ở đâu nó chẳng thể hiện cái công việc làm nó sẽ hiệu quả ở đâu hết á nó chỉ thể hiện sự nguy hiểm thôi cho nên các bạn phải rất cân nhắc việc là các bạn có phải vẽ theo chuẩn bpm hay không hay là các bạn sẽ sử dụng một cái chuẩn đơn giản như hồi nãy mình đã đưa cho các bạn thì một trong các cái tip của hai lúa để mà các bạn dễ dàng vẽ hơn đó là nguyên lý kể chuyện. Nguyên lý kể chuyện. Thì ở nguyên lý này á, thì thật sự mỗi cái diagram các bạn hiểu giống như là một bộ phim vậy đó. Một cái truyện tranh vậy đó. Thì tất cả mọi bộ phim nó đều có kịch quản. Tất cả mọi truyện tranh nó đều có chuyện chữ để mà chuyển thể lên đó. đó. Thì bản chất diagram nó chỉ là chuyển thể từ một cái câu chuyện chữ mà thôi. Thì các bạn hãy kể chuyện trước Tức là mô tả bằng lời trước trong trường hợp các bạn chưa biết vẽ, các bạn không quen vẽ. Có rất nhiều bạn là cứ nhìn lên cái diagram, mở cái phần mềm vẽ diagram lên là cứ vẽ vẽ, không biết vẽ cái gì, không biết bắt đầu từ đâu hết đó. Rồi bỏ cái gì, bỏ bớt cái gì, thêm cái gì, bỏ cái gì, không biết. Ngồi đơ mặt cả tiếng đồng hồ cũng không ra được cái gì. Đừng, hãy mô tả bằng lời trước cái đã. Kể rõ nhân vật, thời gian, kịch bản của nhân vật đó. Có đầu, có đuôi, có bắt đầu, có kết thúc như thế nào. Rồi, các bạn mô tả bằng lời trước được rồi, các bạn hãy chuyển thể nó lên diagram. Ở đây mình sẽ thực hành theo phương pháp này và trong các video clip sau mình sẽ thị phạm cho các bạn vẽ business process như thế nào, cũng như thị phạm cho các bạn những cái yếu tố về mặt nghiệp vụ nó sẽ như thế nào khi mà mình làm việc. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tình huống là mô tả quy trình nghiệp vụ tính tiền lại siêu thị. Thì chúng ta sẽ có hai kiểu mà chúng ta sẽ kể chuyện bằng lời cách 1 là mua sắm, chọn quầy tính tiền, xếp hàng, bỏ hàng lên quầy khi tới lượt, nhập liệu hàng hóa, kiểm tra lại hàng hóa, thanh toán bằng thẻ, bằng cash hay là bằng ví gì đó vân vân Rồi sau đó kiểm tra hàng và ra về. Cái cách này là một cái cách rất sai lầm đối với các bạn bi mới. Tại vì sao? Đây là một trong những cái lý do tại sao các bạn không biết bắt đầu từ đâu, vẽ ở đâu. Rồi hoặc là khi mà các bạn vẽ lên cái swimland á, thì các bạn sẽ không biết là ai làm gì, ai làm gì hết đó. Nhìn vào các bạn chỉ mang tính liệt kê thôi. Các bạn chỉ mang tính liệt kê các cái activity thôi. Các bạn nhớ bỏ cái cách này nhé. Đừng bao giờ vẽ hai cách này. Các bạn sẽ không biết vẽ gì đâu. Các bạn hãy dùng cái cách thứ hai này. Nghe nó dài dòng hơn. Nhưng các bạn sẽ vẽ rất nhanh. Sau khi thực hiện chọn hàng hóa xong, khách hàng đến khu vực tính tiền và chọn quầy. Trong trường hợp đang có lượt khách hàng khác, khách hàng sẽ thực hiện xếp hàng chờ tới lượt. Khi tới lượt rồi, khách hàng sẽ tiến tới và thực hiện bỏ hàng hóa lên quầy tính. Lúc đó nhân viên thu ngân sẽ nhập liệu hàng hóa vào cái hệ thống. Sau khi nhập liệu xong, nhân viên thu ngân sẽ nhờ khách hàng kiểm tra lại và yêu cầu khách hàng thanh toán tiền. Nhân viên thu ngân sẽ thu tiền mặt hoặc xử lý thanh toán nếu như khách hàng dùng thẻ đấy hoặc là dùng ví. Sau khi thanh toán xong, nhân viên thu ngân sẽ gửi receipt cho khách hàng và khách hàng kiểm tra và ra về. Thì các bạn thấy ở đây là sao? Thứ nhất nó có đầu, nó có đuôi. Thứ hai nó thể hiện rõ các các nhân vật trong đó tương ứng với các cái swimland. Thứ ba mỗi nhân vật có các hành vi gì thì chúng ta sẽ dễ dàng phân bổ các cái task, các cái activity cho từng swim phù hợp. Thứ tư, chúng ta sẽ thấy là nó có trình tự lớp plan rõ ràng. Chúng ta sẽ rất dễ vẽ cái flow. Quay lại từ cái câu chuyện cái chuyện đó, các bạn thấy sao? Các cái stakeholder, các cái bên liên quan được thể hiện rất là rõ ràng. Xác định bắt đầu và kết thúc. Xác định các cái milestone, các cái milestone là sao? Các cái như ở cái ví dụ lúc nãy các cái milestone đó là mua sắm, xếp hàng chờ tới lượt, nhập liệu hàng hóa, kiểm tra và thanh toán. Thì các bạn thấy mỗi cái milestone nó được thể hiện rất là rõ ràng. Cái việc còn lại của chúng ta khi mà chúng ta vẽ vời ở chẳng qua là chúng ta sẽ thể hiện chi tiết từng cái milestone thôi. Và cuối cùng chúng ta review lại mọi thứ. Thì chuyển thể lên hình ảnh. Đây, các bạn thấy chúng ta có mô tả bằng lời rồi. Chúng ta một xác định rõ các cái stakeholder rồi Chúng ta đã xác định rõ các cái milestone rồi Thì chúng ta chuyển thể lên cái diagram thôi Ở đây mình đã vẽ sẵn cho các bạn rồi Như hồi nãy mình đã nói Mình sẽ có một cái thị phạm Một cái giống như là live action Một cái trực tiếp Mà mình sẽ đưa ra một cái tình huống Rồi mình bắt đầu vẽ business process như thế nào Mình sẽ quay Thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn Nhưng còn ở đây chúng ta đang học lý thuyết trước đã À, đừng coi thường lý thuyết nha chúng ta học lý thuyết trước cái đã rồi chúng ta sẽ có một video clip liên quan tới việc là mình sẽ xử lý mô tả như thế nào ở à, thì ở đây các bạn thấy là mình chúng ta có các cái stakeholder là người thu ngân và khách hàng chúng ta có các cái milestone đó là xếp hàng chờ tới lượt nè tính tiền nè, thanh toán tiền hàng nè và đưa ra bill rồi chúng ta đi về nè các mọi việc các bạn còn làm chẳng qua là gì chúng ta sắp xếp những cái task những cái activity tương ứng với từng cái stakeholder từng cái land khác nhau nè rồi chúng ta sẽ có các cái flow tương ứng theo thứ tự theo mà chúng ta đã mô tả bằng lời nè, rồi các bạn thấy mọi thứ nó đều có thứ tự lớp lan rõ ràng. Chúng ta chỉ xác định các cái milestone rõ ràng rồi thì chúng ta chỉ việc là chúng ta chi tiết hóa chúng ta vẽ vời theo từng milestone, không cần biết là ở ờ, cái nào trước cái nào sau cái cái nào này kia đâu. Chúng ta có các milestone rồi. Thì vị còn lại là các bạn thấy là mỗi milestone nó đều có những cái activity nhất định thì ở đây là các bạn thấy là sau, nếu như các bạn muốn trình bày khách hàng các bạn bỏ hết các cái milestone này đi các bạn tạo thành một cái lan liên tục liên tục thì khi đó các bạn thấy nó luôn có cái thứ tự có cái lớp lan rõ ràng nó hoàn toàn không có bị cái việc là chúng ta chồng chéo đùm lum thật ra thông qua video clip này mình muốn nói cái chuyện gì thứ nhất các bạn phải hiểu rõ bản chất vấn đề chúng ta cần phải học chúng ta cần phải luyện tập làm phân tích vẽ, mô tả được business process được cái đã. Rồi sau đó các bạn mới đi tới BPMN hay là các cái chuẩn quốc tế gì đó tùy các bạn. Đối với business process, đây là một cái khâu phân tích cực kỳ quan trọng. Một cái sản phẩm đầu ra các bạn có rất nhiều business process. Ví dụ các bạn thấy ví điện tử, business process về thanh toán, business process về mua vé, rất là nhiều business process. Một business process là cái căn cứ để mà các bạn có thể mô tả chức năng tính năng, mô tả hệ thống. Không mô tả được business process các bạn không thế nào làm được khúc sao các bạn thấy là cái quy trình tính tiền đi nếu như các bạn không mô tả được cái business process về tính tiền các bạn sẽ không biết là chúng ta cần phải làm gì trên cái hệ thống tính tiền chúng ta cũng không biết phải uh, thiết kế như thế nào về cái việc thanh toán ví điện tử để làm sao cho cái việc là hệ thống ví điện hệ thống ví điện tử hệ thống tính tiền của siêu thị nó phải đồng bộ với nhau làm sao biết được đúng không ạ à? chúng ta phải mô tả business process trước khi đã và lưu ý cái chuyện nào chúng ta mô tả business process liên quan tới cái sản phẩm thôi nha các bạn chúng ta chỉ mô tả business process liên quan tới các sản phẩm thôi chứ không phải chúng ta mô tả luôn tuồn tùm lum business process cái việc mô tả luôn tuồn tùm lum business process đó mô tả tất cả các quy trình đó là công việc của QA quality assurance công việc của các bạn quản trị chất lượng quản lý chất lượng chứ không phải công việc của BA chúng ta làm BA chúng ta làm ba chúng ta chỉ quan tâm tới business process liên quan tới cái sản phẩm mà chúng ta đang làm thôi rất là quý chỗ này ha thì qua video clip này hy vọng các bạn cố gắng dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về business process cực kỳ quan trọng hai lúa chào các bạn chúc các bạn thành công